Công Nhân Lầu viết nhạc ai, rồi sau đó Dạ. đó ba tôi với Công Nhân Lầu anh ngồi nghiên cứu mà làm ở nhịp tư. Thì cái quá trình hình thành của cái giọng cổ nhịp 2 tới nhịp 4 là em biết đó là công của Tư Chơi. Rồi á là từ nhịp được 4 đến 8 là của cụ Năm Nghĩa. Nhưng mà cái mốc mà từ 8 tới 16 là cái nhóm nhạc sĩ đó đó, trong đó có chú Mộng Vân nè, rồi là có Trịnh Thiên Tư, rồi có Bảy Nhiêu, có Năm Nhỏ. Vậy thì á em nghe cái tên anh Tài là Trịnh Thiên Tài, vậy thì nó có cái mối quan hệ nào với Trịnh Thiên Tư không anh Tài? Trịnh Thiên Tư là cha ruột của tôi, cha tôi là Trịnh Thiên Tài đó, Hả? mà ba tôi là Trịnh Thiên Tư và tôi là Trịnh Thiên Tài. Wow. Và ba tôi là hồi trước là cùng với Công Nhân Lầu, Công Nhân Lầu viết nhạc ai, rồi sau đó Dạ. đó ba tôi với Công Nhân Lầu anh ngồi nghiên cứu mà làm ở nhịp tư đó, ba công lao của nhịp tư là ba tôi là nhiều nhất. Và lúc đó là ba tôi đã viết nhạc lời luôn nhạc, bởi vì cái bài của ông Cao Văn Lầu chỉ có chữ nhạc không có chữ đờn, làm như ông làm mất cái sao. Sau này ba tôi làm chữ đờn nhịp tư và À, dạ. sau đó thì tới chú Năm Nghĩa đó. Chú Năm Nghĩa thì là làm nhịp tám, thì ba tôi có viết một cái bài là tại sao gọi là giả cổ hoài lang, tại sao gọi là cổ, và tôi cũng Dạ. viết các bạn từ giả cổ hoài lang chuyển vào giọng cổ. Thì giọng cổ, bài giọng cổ đầu tiên là bài tám của Lưu Hoàng Nghĩa, và qua nhịp vào sáu là bài dân, và tới nhịp 32 là Trần Tấn Hưng, mà Trần Là Tấn năm Hưng nhỏ đó. Dạ. đó thì tôi biết được những cái đó là qua sách của ba tôi sưu tầm rồi báo, tôi viết lên trong báo sân khấu. Tôi có viết 6 bài để cho anh em nghệ sĩ dù muốn dù khao khao cũng có tham khảo và biết được cái nguồn cội bài nhạc cổ hoài lang đến giọng cổ. Wow. Anh Có Tài thể ơi. Em xin phép chút xíu, tại vì cái này á, tại vì em chỉ nghi nghi thôi, tại sao Trịnh Thiên Tư rồi Trịnh Thiên Tài, tại vì em đọc sách á, em biết trong cái group đó là nó phát triển cái giọng cổ từ đó tới đó thôi, cho nên em mới để trong đầu một cái ý tưởng là có đủ duyên một ngày nào đó phỏng vấn anh Trịnh Thiên Tài để hỏi về cái vấn đề này. Nhưng mà bây giờ thật ra anh nói vậy em nổi da gà hết trơn luôn á. Tại tại vì cái nhóm này là những người nhạc sư coi như là không có được nhắc ở trong liền mạch của cái lịch sử phát triển cải lương. Bởi vì theo em đọc á, là từ cái bài Hành Dân nó có cái chữ đờn. À thì Bác Sáu Lầu mới viết dựa trên cái hành văn đó, nó mới ra cái dạ cổ Hoài Lang. Thì sau cái dạ cổ Hoài Lang đó đó là chú Lưu Hoài Nghĩa là một buổi nọ mới hát nghe cái tiếng chuông chùa, mới ca cái bài dân dân tiếng chuông chùa đó, liệp mới viết lại là lơi ra cho nó thành nhịp tám. Thì cái giai đoạn này nè là Bác Cao Văn Lầu đã viết cùng với ai đó nhưng mà nó không có rõ. Thì bây giờ anh Tài nói là Trịnh Thiên Tư thì rõ ràng em thấy ở trong cái gián đoạn từ cái nhịp 8 tới nhịp 16 á, là nó gồm có bốn người đó, là Mộng Vân, Trịnh Thiên Tư, rồi là Bác Sáu Lầu với lại Bảy Nhiêu, rồi là Trần Tấn Hưng, tức là Năm Nhỏ, là cái giai đoạn từ 16 tới 32. Hai Thì khi mà nhịp 32 nó định hình, nó tiến lên tới 64 nữa, nhưng mà mình chỉ dừng lại ở cái 32, thì nó là một cái bài vua của cải lương. Thì chú soạn giả Hoa Phượng có nói rằng là phi giọng cổ bất thành cải lương. Chính dạ từ đúng. chỗ đó đó, dạ, thì cái nhịp 32 nó mới có mặt ở trong những cái vở tuồng cải lương. Thì đã đến lúc thế hệ trẻ cũng như Linh Huyền sẽ tiếp nối cái dòng mà anh Tài vừa cho biết đó,